Hi, xin chào cả nhà. Bữa nay là 30 Tết rồi cả nhà. Cả nhà mình đã cũng chắc chuẩn bị xong hết rồi ha. Thì bữa nay nhà mình cũng xong chuẩn bị xong hết rồi. Cũng có vài chậu bông, một cái hai cây mai để trưng Tết cho nó đẹp với cả nhà. Hôm nay cậu Tám rước ông bà thì có mời gia đình mình vô ăn cơm. Thì bây giờ gia đình chuẩn bị vô ăn cơm. Mình quay một vòng cái giường bông nhà mình cho cả nhà coi nha. Đó, quay từ khúc này vô nha cả nhà. Hai cái chậu lúa hai bên là của vụ 10 tặng nha. Vụ 10 năm nay trên lúa. Còn cái này là nhãn thọ mẹ mua ngày hôm qua. Đó, còn cái mai này thì bạn Gia Hân mua cả nhà. Mua trở lên bữa 23 Tết mà nãy nở muốn hết rồi. Cũng đẹp. Bên trong thì trang trí cũng đơn giản thôi. Mẹ có mua cặp trái dưa. Bông này là tận dụng bông năm rồi bà xã mua năm nay xài lại. Đây là mấy cái phần phần ngọt, phần bánh, phần quà là của Khanh Duyên tặng nè. Cái này là của Bảo với Ngân. Còn cái phần này á là của chị Thơm Lê ở bên Biên Hòa. Bữa hôm qua, bữa hôm mấy qua thắp nhang cho ba. Còn đây là mở tám mua cách đây cũng mấy ngày. Nói chung là Tết năm nay cũng hơi buồn đó nha. Năm rồi thì đúng là có bà xã ở đây thì cũng đỡ buồn hơn. Nói chung cũng có bà xã, có chị Linh ở đây cũng rộn ràng hơn. Mà năm nay thì hơi buồn. Năm rồi nhà mình không có trưng bông luôn á nha. Do năm rồi là ba mới mất á, cho nên cũng không có trưng gì nhiều quá á. Bà xã không có cho trưng. Đó là ba mới mất thì cũng không có vui gì ở đây đâu, cho nên đừng có mua bông nhiều quá. Thì năm nay thì cũng mua mấy chậu bông trưng cho có nè cả nhà. Đó, thì bây giờ chuẩn bị vô cậu Tám. Vô cậu Tám ăn cơm. Trước ông bà thì lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng vô cậu Tám hoặc vô dụng 10. Cái này mẹ mua trước Tết nè, mà nó nở rồi. Bông hơi nhỏ nhưng mà được nhiều cánh nè cả nhà. Mày của mẹ mua nè. Đó. Còn cây này của ba. Cây này của ba mua hồi mấy năm trước cả nhà. Mà cái tàn nó hơi ít, bông hơi nhẹ hơi ít. Mà năm nay mình cưa chắc mình ghép vô cho nó, ghép vô thêm cho nhiều nhánh cả nhà. Còn cây mai này là năm rồi bà xã mua thì nó nở đúng mùng 1 Tết năm rồi cả nhà. Đấy, cây sung này cái năm rồi cũng có trái, người ta làm trái á. Bà xã cũng mua. Còn mấy cây này mình mua gần Tết nè, nay sắp nở rồi nè, này chắc mai nở rồi nè, mai nở là vô bánh luôn. Đó. Đây là cây bạch mai, gán dưỡng vài cơ nữa để mình có cơ mình ghép đó nha, có bo mình ghép. Tết giờ thì đơn giản vậy thôi. Giờ chuẩn bị vô cột 8. Cái dàn mai, cái dàn bông này lúa là thấy cũng đẹp quá nhá. Chụp tấm hình để làm hình nền. Rồi, mình với bỏ xì vô cột 8 trước rồi cả nhà ơi. Bông nhà cột 8 cũng dữ dằn quá chứ. Hai bên hai hàng bông. Mấy cái bông 10 giờ này đẹp quá. Mai nhà cậu Tám với ông bà vô gia đình tập trung ăn cơm đó nha. Wow. Cái lúa chắc dụng 10 cho nữa nè. Đó, dụng 10 năm nay chơi lúa không à. Tặng lúa, tặng lúa, lúa là tiền. Đó. Này chắc cậu Tám mua giống lên trồng à. Thank you.
Chưa à, dữ rồi, cái này dữ rồi. Thuận buồm xuôi gió. Quá dữ. Bằng Phật, nghe bằng Thầy, ông ngoại bằng ngoại. Ông ngoại bằng ngoại với dì hai, bà hai chứ. Thành gia đình. Chụp ở đây làm hình nền này đi. Quên kêu. Cái ừ. Ủa, mẹ con xài điện thoại như không? Chào cả nhà. Qua đây là để chó nắng. À, bữa nay cái tầm nhà tác cái đẹp ghê chưa? Lúc tầm mùa xuân ha. Ngày 8 lộng lẫy rồi. À, bữa nay nhà em mình nhà cổ 8 là buồn xuống gió. Nhà em mình gọi ít ông bà ở nhà ơi. Ước ông bà. Ở đây vô cúng bà. À, Quỳnh Nguyễn nó mới về. Quỳnh Nguyễn về hôm qua. Xin chào cả nhà. Lắp lắp rồi mới lên kênh của anh không biết TV. Hiểu. 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 Gác máy mình thắp nhang đó nha cả nhà. Dữ dằn. Lì xì cho xe đó hả? Ờ, bông mai sao lá của lá cam là sao ta? Lá quýt đó. Quýt là cũng tốt. Thấy không? Đó, phát tài. Cái đánh xe này là mày quýt phát tài. Quá dữ. Quá dữ, quá dữ. Cái kiểu nhỏ lên cá. Dạ. Hả? Ừ. Đừng nói nhiều hết phước. À, đọc ơi. Đừng nói nhiều hết phước. Bên đây thế nào? Ừ. Hết nữa là cái gì đó? Câu trăm ngôn không đó? Ngày sau sẽ ra sao thì đừng nói chuyện người khác. Cái miệng khẩu nghiệp đừng nói gì hết, đừng làm gì hết là giúp người khác. Đó, y bì, y xì. Trăm ngôn á. Chuyện người cứ móc chớ môi. Đọc ai? Để treo gương thiện mà coi lấy mình. Ai ai phải xét lấy mình. Nếu còn tính xấu thì ra ngoài. Rồi, giờ để review cho cả nhà coi nha, bữa nay tắm ăn gì nha. Dữ dằn à. Có nem chả. Nem chả này là của má vợ Phú Sang làm. Còn cái này là heo quay. Quay ngon quá. Còn cái này là mực xào bông cải. Coi như là giống như xào sa tế vậy đó. Còn đây là cái ca di dịch. Quá dữ. Còn đây là khổ qua nhỏ thịt, ăn cho khổ nó qua luôn. Và đặc biệt Tết không bao giờ thiếu món này, đó là thịt kho trứng. Đó, và lên đi cưng. Rồi bánh mì nè, bún nè. Đó, rau nè. Rồi vợ Hân cười ra chào đấy Hân. Chào đất ơi, chào đất trời. Rồi nè 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 nè. Rồi em nè. Em nè đó mà, em nè chào mẫu chú nè. Chào mẫu chú đi. À, nhớ bùng một ra bao anh lì xì nha. À. Hả? Ông ngoại lì xì hả? Ông ngoại lì xì rồi thì giờ tới bao quan lì xì nha. Các bạn nói 6 lì xì nữa nha. Đâu có biết ở đây đâu đem tiền cái lì xì nữa ta. Bùng một rồi mai. Chờ ngày mai đi. Có biết nữa. Rồi nhà mình thì có vậy thôi cả nhà ơi, có ba nhà thôi. Cơm cưới ông bà cuối năm, gia đình sum họp. Mới chúc gia đình được an hạnh phúc bên gia đình mình nha cả nhà. Chưa, nay còn cũ mà chưa mới.
Rồi, mời cả nhà. Chúc cả nhà và ăn cơm ngon miệng. Rồi, ngồi qua bên đây, chúc sức khỏe. Rồi. À, chúc sức khỏe cậu Tám, mời Tám với hai em nha. Bên này cái này thì cũng coi chưa tới, mà thôi cậu Tám cũng chúc phát tài anh em con cháu năm mới làm ăn phát tài. Dồi dào sức khỏe nha. Dạ, rồi cảm ơn cậu mợ. À, Dũng thì chúc nông dân family là không sai không nằm. Trời ơi sai. À, quá đã. Rồi mình xong rồi cả nhà. Nay mình ăn rồi chứ không dám uống. Hôm nay mệt con người quá. À, bàn phụ nữ cũng xong rồi. Nhanh quá, đánh đánh nhanh rút gọn quá. Rồi tạm biệt cả nhà đây đi. À không nổi. Bữa ngon kho một chảo lương với cá lóc á. Trời ơi, ăn cơm ngon gì đâu. Làm thiệt cay. Rồi ok thôi, tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà video sau nha. Chúc cả nhà bình an năm mới nha cả nhà. Rồi ok.